em loan mến chào anh chị đã ghé kênh cờ tướng tv của em hôm nay em xin gửi đến anh chị hai ván cờ tướng giữa tài khoản có tên là quỳnh như khi lần lượt đối đầu trịnh duy đồng và tạ tịnh hai ván cờ được trực tiếp trên kênh tượng kỳ cờ tướng thế giới mời anh chị cùng xem chơi đến đây trịnh duy đồng không thể đỡ nổi vì vậy trịnh duy đồng đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha chơi đến đây, Tạ Tịnh không thể đỡ nổi, vì vậy Tạ Tịnh đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.